ôi buồn thế, mãi mua cơ hội sang chợ đồ Vạn Phúc để săn đồ anh em ạ. Thế mà lại mang mic với cả máy quay các kiểu đi mà lại sang đây lại mất tiếng, chán đời không? Đã thế lại sang đúng hôm mưa lại hôm nghỉ lễ nữa. Trời ơi, hôm nay gạ gẫm được bà thần mặc cả. À đâu, phải là cụ tủ ngành mặc cả. Bà này bà ấy mặc cả đúng cái kiểu là không muốn mua luôn. Cho nên phải rủ đi tầm buổi trưa anh em ạ. Phải đi buổi sáng mà gặp bà lệ này thì nó chửi cho sấp mặt luôn. Đoạn này là bà ấy tia đây bộ đi. Nó cũng nhỏ nhỏ thôi. Bà ấy vào, quên ông ấy vào, ông ấy bảo là bao nhiêu anh em biết không? Ông bảo là 1.2 triệu bộ này. Thì bà này bà ấy trả cái giá mà gọi là và cười ỉa 200.000. Khi ông anh lắc đầu ngoanh quẩy lại còn chê đồ cho người ta đấy chứ. Để bó tay bà lệ. Lanh quanh cái chỗ này thì đến 40% là hàng của nhà mình. Toàn mang đây xong rồi các ông ấy giao lưu cho nhau. Mấy cả hôm nay đúng cái hôm nghỉ lễ sang lác đác được mấy cửa hàng, hầu như là toàn gốm mấy cả đồ đồng ấy. Cái khu đồ đồng định vào quay cho anh em nhưng mà trong lúc ấy người ta nghỉ trưa ấy chả có ai, xong lại còn nghe cái biển nghỉ trưa ở ngoài thì cũng chả dám vào. Nói chung là mấy cái gốm này tôi nhập ở tận gốc tôi biết giá rồi, nhưng mà đoạn này thì vẫn hỏi chiêu ông ấy lấy giá thì cứ tầm gấp đôi lên. Ví dụ mà nhập 400 thì ông bán tầm 800. Đấy. Đấy như cái đôi nghề này lúc nãy hỏi ông ấy là bao tiền thì nó rơi vào tầm 400 thôi, nhưng ông bán tầm 850 đấy. Thì anh em mà cứ có đi mua đồ ở trong chợ Vạn Phúc ấy thì mình cứ thoải mái mà mặc cả nhá. Không phải ngại vì thường thường là lấy giá lên gấp đôi, mà có khi có ông này lấy là gấp đôi là còn ấy đấy, còn nhiều ông có khi còn lấy là gấp ba cơ. Lanh quanh thì có gốm cậy ở đây này, gốm nhà tôi cũng có ở đây, Long Ẩn kìa, gốm cậy Hải Dương đấy. Thì đang đang vào đây là tiền được cụ Khổng Minh phạm nhỉ, đúng rồi, ông ấy đang hỏi ông ấy giá bộ này là bao nhiêu. Ông ấy bảo cụ này 900 này. À đâu, ông ấy bảo cụ này 1.1 triệu cơ. Đúng rồi, 1.1 triệu, xong rồi bà lệ bà ấy giả còn 600. Thì cũng bán hàng không? 1.1 triệu ông giả 600 cái thì ông cười, ông tặc lưỡi bảo ok anh chị bán luôn. Rồi mình mẹ sư vẫn hứa rồi, đáng lẽ trả thì tầm 500 thôi. Hoặc là 400 nó có khi động bán đấy. Nhưng thôi bán hàng rồi anh em. Anh em buôn bán thì hiểu nhau, lãi đôi 300, 200-300 là được rồi. Thì thôi chốt 600 cho ông ấy. Cười hớn hở. Đất này thì là đất, hàng này là hàng của tàu nhá. Về nhà thì tôi bán tranh lên được 700 đến 750 gọi là đi. Bán mua vui, bán vui thôi. Chẳng có lời cả. 750 thì tiếp mất 35.000 rồi. 35.000 rồi còn hơn 100.000. Thôi lấy cho ông ấy vui. À mà ông này ông ấy sang nhà, bắt chàng nhà mình mấy lần rồi ông ấy. Đoạn này thì ông bảo là chị Lệ à, xong Lệ bảo đúng sao anh biết em các kiểu. Thế là hóa ra là toàn thì quen với nhau. Đoạn này đang hỏi giá con ngựa xem bao nhiêu. Con ngựa này bị gãy mất hai chân rồi nhưng mà dính keo lại. Giá mua ở dưới Hải Dương tận gốc là rơi vào tầm 400. Hỏi ông ấy bao nhiêu thì ông bảo là thôi em bán gốc cho anh nhé thì lại cho anh 800. Thì mình cứ hỏi thì thôi vì mình biết giá rồi. Thì thôi anh em mà sau mua thì cũng nói chung là biết giá rồi thì trả chênh người ta lên 100-200, người ta mua về người ta phải có tí công chứ, đúng không? Đấy, tôi quay qua cho anh em một vòng cái chỗ giải bạt của ông ấy. Mua ở ngoài này là có khi giá nó còn được ok hơn đấy, mua trong cửa hàng thì có khi là nó còn đắt hơn. Thế là ở cái cửa hàng ông kia thì chốt được cái cụ tượng 600. Sang bên cửa hàng của ông anh cũng gần gần rồi,
sang bên này mà biết thẩm định rồi từng kiểu về thì bán thì là cũng có lãi đấy. Đang hỏi giá của cụ quan công này. Cụ này bị làm lại rồi, làm lại chân, làm lại tay với cả kiếm và nhựa hết rồi. Hàng này thì cũng là cũ thôi, cũng chả phải là xưa như ông ấy bảo. Đang hỏi ông ấy giá, ông ấy đang bảo là 1.600.000. 1.600.000, lúc tôi giả 700, lệ nó giả 700 thì ngồi nghĩ một lúc xong rồi bọn tôi định đi không mua nữa bởi vì cũng không muốn mua lắm. Thì ông mới gọi lại. Thì ông bảo đi cho 700 đấy. Xong lại ngồi hai vợ chồng lại ngồi lăn tăn một lúc. Bởi vì cũng không thích mua những cái hàng mông mông ấy. Bán thì vẫn bán được bởi vì khách của tôi nhiều người ta thích những cái hàng thì nó được rẻ đi. Thì bảo ông ấy là thôi bây giờ để cho em 600 nhớ. Cậu cái cây cậu bảo là thôi em không bán đâu. Em thích phát em gọi phát có người phải mua ngay 900 các kiểu. Mình ngại mình đi lanh quanh nhà lâu lâu rồi ấy. Xong chả mua được cái gì, hỏi nhiều thứ lắm ông ấy. Cái bộ tam đa ông ấy bảo bao cấp. Thực ra cũng chả bao cấp, tôi nhìn đồ tôi biết mà. Nó chỉ là hàng cũ mấy năm thôi, hàng mới chứ không phải là cũ gì cả. Đây là mấy cái bộ tam đa kia ở dưới. Cái này bộ này toàn bảo 1.200.000 làm sao mà mua được. Anh em buôn với nhau, nhìn người ta đi mua người ta trả giá thế là biết ngay là cùng hội buôn với nhau mà bán giá cao quá. Mấy cái bộ tam đa trong tủ này toàn bảo 1.500.000 thời bao cấp, ra nhìn biết ngay hàng mới mà. Thôi lanh quanh thì ra chốt được ở quan công chứ không bây giờ trưa rồi vào hỏi nhiều không mua ngại lắm. Nói chung sang đây lanh quanh mà đi vào những cửa hàng cũ thì săn đồ thì chả mua được rẻ đâu. Anh em phải hôm nào muốn mở cửa nhiều ấy thì vào những cái khu đồ điện ấy, người ta lượn vườn được 1-2 cái gốm đẹp thì vào mua là được, giá nó rẻ, không phải chuyên môn mà. Chứ mấy ông này thì ông ấy biết đồ ông chơi ông bán cũng biết mua cũng trả được giá rẻ đâu. Nhưng mà từ phát giá thì phát giá cao quá, từ 1.600.000, 1.600.000 thả 600, 700 cũng bán. Đấy. Ôi, lanh quanh chốt được cụ quan công chồng bây giờ. Đi sang hàng khác thôi. Chuyên ngành gốm mà anh em, cho nên cứ thấy gốm là ưu tiên trước. Thôi có khi là vợ chồng tôi đi về đây. Hẹn gặp anh em hôm khác nhé. Hôm khác sẽ quay thật là nhiều đồ hơn bởi vì chắc chắn là hôm khác sẽ các cửa hàng sẽ được mở hết. Đi hôm nay đi đúng hôm lễ thì thôi, đành chấp nhận. Sang quay mấy cái linh tinh định không đăng nhưng mà thôi. Đã có mất công đi rồi. Tạm biệt anh em nhá.